thử cái khay này nè. Thì có đợt họ sẽ làm một cái màng co bọc, nhưng mà không phải đợt nào họ cũng làm. Ví dụ như thuốc á, có cái nó sẽ có cái màng bọc nhựa, nhưng mà có cái nó sẽ không có màng bọc. Thì lý giải là vậy, tùy vào cái hãng và cái đợt hàng. Ví dụ như có hãng có những cái đợt họ sẽ làm màng bọc, chẳng hạn như cái đợt này mặc dù họ bọc nguyên khay. Nhiều anh chị cũng hay thắc mắc cái phần đáp này nè, tại sao nó mờ. Thì bởi vì khi mà nguyên khay vậy mà nó bị ép á, thì các cái phần nhựa in thêm á, nó sẽ dễ mờ cái đáp của sản phẩm đi. Thì cái đó là về thuốc. Và nếu như mà trong trường hợp mà không có cái màng bọc nhựa này á, thì các anh chị sẽ thấy cái guarantee nó sẽ nằm trong cái chai, tùy. Nhưng mà một số cái sản phẩm khác á, thì khi mà ở Mỹ về á, các anh chị nhìn á, nó sẽ có màng bọc của cả kiện cả thùng. Ví dụ như mình phui thử một cái thùng sản phẩm ST. Các anh chị thấy là ví dụ như một cái hộp ST này á, thì ở đây người ta chỉ có cái màng dán nguyên kiện. Và bởi vì Costco á, họ không có bán lẻ một chai này như Việt Nam mình, mà khi mà mình mua ở Costco á, là mình phải mua nguyên hộp này. Thành thử ra cái màng bọc niêm là người ta niêm nguyên hộp. Nhưng mà người Việt Nam mình á, thì khi về dùng á, thì mình sẽ dùng một hộp, trên bột lòng mình sẽ mua một hộp. Thì mình về mình thấy ủa sao không có cái màng bọc gì hết mà dặn cái nó ra liền. Được rồi, thì các anh chị lưu ý đối với các cái sản phẩm này là như vậy, là bởi vì người ta bán nguyên khay, còn về đây mình xài nguyên hộp, cho nên là nó không có cái màng bọc. Thành thử ra các anh chị đừng có thắc mắc cái trường hợp đối với ST. Đây bữa nay phun nguyên cái thùng ST ra, các anh chị thấy thì nguyên nó là như vậy. Kể cả ví dụ như một cái thùng bạc đi, phun cái thùng dầu gội bạc. Đó, thì các anh chị thấy một chai bạc họ cũng chỉ làm đơn giản như vậy, và người ta sẽ bán nguyên thùng này. Costco không có bán lẻ một chai, bán nguyên cái thùng như thế này. Và các anh chị thấy nó không có cái bọc nhựa như là cái đầu ở Việt Nam mình. Thì đó là cái chai bạc. Ngoài ra thì thí dụ như kể cả một số cái sản phẩm khác, họ sẽ có cái niêm phong khác. Ví dụ cái này là sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Em khui thử cái thùng. Thì người ta niêm phong một lốc 3 chai. Thành thử ra khi mình khui về mình bán, mình thấy ủa sao cái này không có niêm phong. Ví dụ như bây giờ mình khui cái này ra mình bán đi, thì nó đã mất cái niêm phong. Thì ở đây mình chỉ có bật ra mình sử dụng thôi ha. Thì các anh chị lưu ý cái đó, thì để cho mình không thắc mắc. Mình xem thấy mình khui ra một cái kiện, thì cứ trong này nó sẽ có từng lốc. Nếu mình mua 3 thì nó sẽ còn nguyên như thế này, niêm phong từ hãng. Một trong những cái nữa mà các anh chị thắc mắc á, là cái check code để mà tìm cái hàng thiệt hàng giả. Thế thì bây giờ thứ nhất là mình check thử coi nó ra không. Thì em cầm cái điện thoại em check thử cái mã vạch thử coi nó ra không. Thứ nhất là mình nhìn chung á, khi mình check cái mã vạch á, thì về cơ bản á, là nó sẽ ra sản phẩm ha. Mình nhìn khi mình check một cái chai Omega 369 đó, nó lên đúng cái chai Omega 369 ha. Rồi bây giờ thử mình check một cái chai glucosamine thử. Đó, nó ra đúng hết các anh chị ha. Nhưng ở đây câu chuyện là các anh chị đừng tin vào cái check này. Cái này nó không có ý nghĩa gì hết. Lý do tại sao đừng tin vào check này, bởi vì các anh chị kéo cái check này lên, các anh chị sẽ thấy phần dưới là mình có thể mua cái sản phẩm này ở đâu. Thật ra các cái check này á, là do các cái đơn vị viết app người ta nhận tài trợ. Và nếu như cái chỗ mà có bán cái sản phẩm này á, thì các anh chị sẽ check được nó ra. Và nó có ý nghĩa rằng là nó chỉ cho các anh chị chỗ để đi mua. Và thường những chỗ đó sẽ bán mắc hơn, bởi vì họ tài trợ cho các cái app. Còn thí dụ như cái sản phẩm đó chỗ đó không bán, thì các anh chị check nó không ra. Thì cái này các anh chị có thể xem trên web
có rất là nhiều trang web đã nói cái câu chuyện này ha. Thì ngay cả Google họ cũng có cái dòng đó là tất cả các mã vạch không thể phân biệt được hàng thật hàng giả, mã vạch chỉ là hỗ trợ để đọc được cái truy xuất dữ liệu thôi. Cho nên các anh chị đừng tin vào cái chuyện là mình quét ra thì là hàng thiệt mà quét không ra là hàng giả. Là chỉ đơn giản, các anh chị có thể tìm hiểu được là chỉ đơn giản là cái đơn vị tài trợ cho cái chỗ mà viết app á, họ có bán hàng hay không. Nếu họ có bán thì ra, mà không bán thì không ra. Cho nên còn nếu mình có một cái cách để mình có thể kiểm tra cái hàng đó là hàng Mỹ hay hàng Việt Nam đó, cách rất là dễ mà tất cả các ai mọi người cũng có thể làm ra được, mà chúng ta không cần phải quét app. Lấy thí dụ nha, các anh chị lấy chai nước ngọt Pepsi. Chai nước ngọt Pepsi này là của Mỹ, sản xuất ở Việt Nam. Chai này mình mua bất kỳ đâu mình cũng thấy. Hay là chai Aquafina này mình đi ra tiệm mình mua, thì các anh chị chỉ cần đơn giản nhìn nè, ở dưới mỗi sản phẩm có cái dòng mã vạch, và các anh chị đếm, khỏi cần nhớ bắt đầu bằng số máy, nó khó lắm. Nếu mình muốn phân biệt hàng Hàn Quốc, hàng Nhật, hàng Đài Loan, hàng Hồng Kông thì mình phải nhớ số. Còn mình chỉ muốn phân biệt hàng Mỹ và hàng các nước khác thì không cần nhớ số. Mình đếm cái dãy này á, mà nếu nó 13 số á thì chắc chắn không phải đồ của Mỹ. Ở đây mình đếm chai nước ngọt nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 số. Mình đếm chai nước suối mình hay uống, mình mua ngoài tiệm nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 số. Rồi ha, rồi bây giờ mình đếm thử cái đồ này của cửa hàng bán hàng Mỹ. 2, 4, 6, 8, 10, 12 số. Tất cả hệ mã vạch của Mỹ và Canada xài 12 số. Có thể thỉnh thoảng cái đồ này sản xuất ở nước ngoài nhưng mà bán trên thị trường Mỹ thì cái này nó vẫn 13 số. Còn cái đồ mà bảo đảm nội địa Mỹ thì nó luôn luôn 12 số. Này 12 số nha. Ngay cả cái chai Omega 369 này á, trên chai người ta ghi rất rõ cái nguyên liệu đó là được thu thập từ Trung Quốc và Hy Lạp. Sản xuất cái này đóng chai tại Mỹ. Và bây giờ mình coi cái mã vạch của nó bao nhiêu số. 2, 4, 6, 8, 10, 12 số. Tức là cái này nó bản chất dù nguyên liệu nó có mua tại đâu nó ghi rất rõ, nhưng mà đây cũng là hàng của Mỹ và 12 số. Rất rõ ràng, các anh chị thấy. Đó, cách này không cần app, không cần mã vạch, mình có thể nhìn được trên cái chai xuất khẩu là sản phẩm này đang được tiêu dùng nội địa hay là hàng từ các nước khác sản xuất. Thỉnh thoảng vẫn có những cái hàng của Anh, của Đức, của Ý bán tại Mỹ thì luôn luôn nó xài 13 số chứ nó không xài 12 số. Đó là cái cách mà các anh chị có thể mua được cái sản phẩm đúng, mà mình đừng có quá lệ thuộc vào những cái thứ gì mà được giới thiệu ở bên ngoài, nó không có chính xác.